chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Điệp viên phục vụ lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và hành trình đánh cắp bí mật dự án Trường Sơn chế tạo bom hạt nhân của Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bạch hóa về điệp viên kỳ cựu làm việc cho lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ẩn mình trong dự án Trường Sơn với kế hoạch mật chế tạo bom nguyên tử của Việt Nam. Nga sẽ không hỗ trợ Việt Nam nếu chiến tranh xảy ra trên Biển Đông. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hôm qua đã cho bạch hóa về hồ sơ mật liên quan đến một sĩ quan tình báo xuất sắc làm việc cho lực lượng này trong việc xâm nhập vào cơ quan nguyên tử của Việt Nam, khiến cho dư luận một phen xôn xao chấn động. Anh được mệnh danh là điệp viên bom nguyên tử giỏi nhất trong lực lượng hậu duệ, đồng thời được tờ báo lớn nhất nước Mỹ gán cho biệt danh điệp viên thế kỷ. Anh đã ẩn nấp trong dự án Trường Sơn của Việt Nam nhiều năm. Sau khi lấy thành công những tài liệu cơ mật của bom nguyên tử, anh đã đào tẩu cơ quan tình báo Tổng cục 2 của Việt Nam rất xấu hổ về sự kiện này. Được biết, tại thời điểm lúc bấy giờ, trong nhiều năm, các sĩ quan tình báo Việt Nam đã xác nhận được thân phận 6 điệp viên làm gián điệp cho lực lượng hậu duệ. Tất cả đều làm vì phấn khích và có cảm tình với lực lượng này, và trong số họ có ai được đào tạo gián điệp bài bản. Nhưng Nguyễn Đăng Minh khác với họ, anh là một điệp viên được đào tạo bài bản trong cơ quan tình báo của quân đội Tổng cục 2, nhưng về sau phục vụ cho cơ quan tình báo Quang Trung và đã tiếp cận được dự án Trường Sơn nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân của Việt Nam và không để cho các điệp viên khác của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa biết. Các chuyên gia hạt nhân của Việt Nam cho rằng những bí mật về chế tạo bom hạt nhân quan trọng hơn những bí mật về thiết kế bom hạt nhân. Phòng thí nghiệm quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thiết kế bom hạt nhân. Các thành phần và nhiên liệu của bom hạt nhân được sản xuất tại các nhà máy hạt nhân bí mật ở Lai Châu, Sơn La và các địa điểm khác. Trong vỏ bọc là một trung tá quân đội, Minh không chỉ được ra vào nhà máy mà còn phụ trách công việc trong các nhà máy này. Anh cũng đã từng học tại trường hóa học Medeli ở Moscow. Sau khi tốt nghiệp loại U, anh tham gia Cục Tình báo Quân đội Tổng cục 2. Nhưng về sau anh đã được một sĩ quan cấp cao của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tuyển mộ. Khi Minh nhập ngũ, một cơ duyên tình cờ đã đưa anh đến gần với dự án bom nguyên tử bí mật còn non trẻ của Việt Nam. Quân đội Việt Nam đánh giá cao anh, cho rằng anh rất thông minh. Vào thời điểm đó, dự án Trường Sơn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân tài, nên đã yêu cầu quân đội cử những người lính có tay nghề cao đến hỗ trợ. Năm 2019 và những người khác được cử đến Phòng Thí nghiệm Quốc gia Hà Nội. Đây là cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân bí mật của Việt Nam, và sản xuất nhiên liệu cho bom nguyên tử là quá trình khó nhất. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nó. Kể từ đó, anh đã có được thẻ ra vào căn cứ tuyệt mật này. Anh được phụ trách công việc theo dõi công tác an toàn và sức khỏe của nhân viên trong căn cứ, nên hàng ngày lái xe đi kiểm tra từng tòa nhà để đảm bảo rằng công nhân không bị nhiễm phóng xạ. Năm 2020, quyền hạn của COWAC được mở rộng hơn đến một số nhà máy tuyệt mật gần Hải Phòng. Các nhà máy này chịu trách nhiệm sản xuất chất phóng xạ polonium 210. Đến năm 2022, cơ quan an ninh của Việt Nam bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình. Với kinh nghiệm bản thân, anh rất cảnh giác đã nhanh chân trốn khỏi Việt Nam, đi đến Philippines và sau đó là đến Hoa Kỳ, mang theo nhiều bí mật về dự án chế tạo vũ khí hạt nhân của Việt Nam. Điều mà Việt Nam luôn bác bỏ và cho rằng Việt Nam đã ký công ước không phổ biến loại vũ khí hủy diệt này. Lúc này Việt Nam mới biết thân phận của anh và quyết định phong tỏa tin tức. Nhưng cuối cùng, thông tin về sự kiện chấn động này bị rò rỉ và bạch hóa. Theo thông tin từ lực lượng hậu duệ cho rằng, do dự án Trường Sơn được bảo mật rất nghiêm ngặt, ngay cả nhiều thành viên bộ chính trị cũng không biết về dự án này. Diễn biến tiếp theo của sự kiện gây chấn động này ra sao? Và Việt Nam sẽ đối phó ra sao sau sự cố này? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến căng thẳng khác, Nga sẽ không ủng hộ Việt Nam nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, thời gian qua Trung Quốc lại huy động một số lượng lớn tàu dân quân và tàu hải cảnh đến gần khu vực khai thác khí đốt của Việt Nam ở Biển Đông. Hoạt động này có tính chất bất thường, có thể được coi là thông điệp về quyền tài phán của Trung Quốc đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Bắc Kinh sau đó xác nhận điều này khi khẳng định tàu của Trung Quốc chỉ hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Đội tàu của Trung Quốc hoạt động cách lô 0403 của Vietsopetro khoảng 32 km. Vietsopetro là liên doanh giữa tập đoàn Nga
Zagu Beznek và Petro Việt Nam. Sự kiện này xảy ra vào lúc Moscow đang xích lại gần với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm hậu thuẫn và hình thành một liên minh đối trọng với phương Tây. Trong khi Nga cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự và khai thác dầu khí. Liệu sự phụ thuộc chặt chẽ hơn vào Bắc Kinh có khiến Moscow điều chỉnh thái độ hơn với Bắc Hà Nội? Nga sẽ nhắm mắt làm ngơ trước yêu sách của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông? Có thể thấy Bắc Kinh tiến hành một cách bài bản chiến lược gây áp lực với đối tác nước ngoài tham gia vào những dự án dầu khí ở Việt Nam, nhằm buộc họ phải từ bỏ thị trường và cản trở hoạt động khai thác dầu mỏ của Việt Nam. Chiến lược này đã được áp dụng hiệu quả đối với công ty Gepson. Năm 2018, chi nhánh của công ty Tây Ban Nha tại Việt Nam đã phải tạm dừng hoạt động do bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp. Đến năm 2019, Gepson rút khỏi thị trường Việt Nam. Không chỉ riêng Gepson, Trung Quốc gây áp lực với nhiều công ty dầu khí nước ngoài khác tham gia ở Việt Nam như Mubadala, Petroleum đến từ Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, vấn đề lại phức tạp hơn đối với các đối tác Nga. Ví dụ, tháng 5 2018, tập đoàn Gosnet bày tỏ quan ngại với Hà Nội về việc Bắc Kinh tái xác định đường chính đoạn về hệ quả là gộp cả mỏ Lan Đỏ do tập đoàn Nga khai thác vào khu vực Trung Quốc đòi chủ quyền. Quan ngại được đưa ra trong bối cảnh suốt nhiều năm trước, Bắc Kinh đã không thuyết phục được Moscow chấm dứt hoạt động của Gosnet ở Biển Đông, cũng như ở trong vùng. Năm 2013, Bắc Kinh từng phản đối khi Gosnet bắt đầu thăm dò ở mỏ Lan Đỏ. Trái lại, Trung Quốc đã thu được một thành công khi một dự án hợp tác giữa Petro Việt Nam và nhà sản xuất khí đốt Nga Gazprom bị đình chỉ năm 2016. Trong bối cảnh nhạy cảm đó, người ta thấy là từ vài năm gần đây, các tập đoàn Nga tất cả đều thân với chính quyền Moscow. Tiến hành chiến lược tránh rời khỏi chiến tuyến và dốc sức để không bị hất khỏi thị trường Việt Nam. Nga muốn trở thành một nhân tố năng động hơn về kinh tế lẫn chiến lược ở Đông Nam Á. Moscow cũng không muốn Bắc Kinh kiểm soát những tuyến đường hàng hải chiến lược về địa chính trị nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Phải biết rằng là mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh được đánh dấu bằng sự phụ thuộc vào nhau rất mạnh về địa chính trị và sự thuộc lẫn nhau. Đó là không liên quan đến tình trạng bất đối xứng đặc trưng cho hai nước này. Sự phụ thuộc này bắt nguồn từ ý đồ của Trung Quốc muốn hướng tới tái cân bằng, cán cân quyền lực trên thế giới. Dù hiện giờ người ta nhắc đến khả năng Nga lâm thế phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, nhưng còn lâu mới thấy cảnh Moscow tuân lệnh Bắc Kinh về chính sách đối ngoại hoặc kinh tế. Khi chúng tôi bắt đầu phá bỏ hầm hố, họ hiểu ngay ý định liền tập trung lực lượng thật nhanh và khai triển tấn công liền. Cũng may chúng tôi đã trù liệu để lại một trung đội trận hậu với tất cả mìn dàn sẵn. B-41, B-40, kéo nòng chờ đợi, rút từng toán nhỏ một, từng đoạn đường một yểm trợ lẫn nhau trong khi lui. Toán địch đầu tiên vừa xung phong là lãnh nguyên nhiều loạt hỏa lực, cộng thêm những trái mìn Claymore còn lại cũng được kích hỏa từ những con cốc mìn trong tay những người lính của trung đội trận hậu. Chúng khựng lại một lúc, ép sát mặt đất để né tránh cái hỏa lực mãnh liệt phát ra từ những sinh vật. Vì sự sinh tồn đã bằng mọi nỗ lực hành động tìm cho mình con đường sống. Lợi dụng sự khựng lại của bọn địch, trung đội cuối cùng đã vùng dậy, lao theo lớp đồng đội đi trước. Thấy chúng tôi đã thoát khỏi tầm tấn công, địch đuổi theo bằng mấy viên đạn cối rồi thôi. Tới quốc lộ 13, cách vị trí chúng tôi vừa rời bỏ độ nửa cây số, kiểm điểm lại quân số, chúng tôi còn nguyên nhưng không vẹn. Ba chiến sĩ bị thương dù không có gì trầm trọng lắm. Cả đại đội kéo vào thị xã, vừa qua khỏi cổng Nam thì mấy cái đạn pháo lao tới. 105, 130, 122 ly đủ loại. Trái nổ gần, trái nổ xa, tiếng hú xèo xèo, tiếng nổ ù tai, biết đường nào mà né. Cả đại đội chỉ biết nhào vào hai bên đường nằm xuống úp mặt có, ngửa mặt có. Trời kêu ai nấy già, hầm hố đâu mà trú ẩn. Thì ra tình hình trong tỉnh lỵ còn nặng nề hơn. Lực lượng ly khai cho pháo kích cả ngày lẫn đêm, bất kể giờ giấc từ hai hướng, Tây và Tây Bắc. Những khẩu pháo, theo sự đo đạc ước lượng của chúng tôi, cách thị xã khoảng chừng 30 cây số. Chúng tôi có muốn phản pháo cũng vô hiệu, vì tầm pháo 105 ly của ta không thể đi xa tới thế. Vả lại, còn lại trong tỉnh lỵ chỉ có hai khẩu 105 ly với vài chục trái đạn nên phải tiết kiệm dành cho trường hợp tối cần thiết. Pháo 175 ly chúng ta có nhưng đặt mãi tận căn cứ Lai Khê. Có thể nói dưới cái hỏa lực pháo tàn bạo của địch rót xuống một phần đất mà diện tích bao gồm chưa tới một cây số vuông. Ngày nào qua đêm nọ, ròng rã suốt mấy ngày trời, binh lính trấn đóng tại đây, hầu hết đều bị thương vì đạn pháo. Thậm chí có người bị thương 2-3 lần vì không có phương tiện di tản. Đạn dược, thức ăn, thuốc men có được nhờ vào thả dù tiếp tế.
Để tránh pháo và cao xạ, máy bay thả dù phải bay thật cao và thả những kiện hàng xuống. Nhiều kiện hàng đã bay lọt ra ngoài phạm vi thị xã. Mấy tháng trời vây hãm với quân số trọi hẳn, hơn 3 công trường chính quy, 3, 5 và 7, với xe tăng, pháo hạng nặng, hỏa tiễn v.v. mở bao đợt tấn công, chúng vẫn không chiếm được một tỉnh lỵ nhỏ bé mà lực lượng phòng thủ chưa tới một sư đoàn. Chúng quên mất một yếu tố quan trọng, bao vây tứ phía, không chừa một ngõ thoát thân. Con vật nào cũng vậy, khi bị dồn vào chân tường đều phải phản ứng tự vệ tới cùng, tìm cho mình một con đường sống. Chúng tôi đã tồn tại như một bản năng. Sau khi vào thị xã, đại đội tôi được điều động bố trí tuyến phòng thủ hướng Nam. Mỗi ngày chúng tôi, ngoài cảnh hứng chịu những đợt pháo kích liên tục từ xa mà nguy hiểm nhất với những trái xuyên phá, không nổ trên mặt đất mà chui sâu dưới mặt đất 2-3 thước, xoáy thành những lỗ sâu hoắm nhằm phá hủy những hầm hố phòng thủ. Chúng tôi còn phải đối phó những đợt bắn khoáy gối của lực lượng nhân dân công lý bên ngoài với đủ loại đạn, bắn xẻ bằng M79 lấy được của phe ta, cối 61, 82, đại bác không giật 57, 75, AK, đại liên, B40, B41, lựu đạn phóng vào bằng dàn thun, trong đó có cả những lựu đạn cây khiến chúng tôi lúc nào cũng phải kẹt kẹp bên mình cái mặt nạ phòng hơi độc. Đêm ngày 3 tháng 6, lực lượng ly khai mở một trận pháo kích khủng khiếp nhất. Từ 6 giờ tối đến rạng sáng hôm sau, địch rót vào thị xã hơn 10.000 trái đạn để chuẩn bị cho đợt tấn công của bộ binh phối hợp với chiến xa ngay sau khi pháo vừa dứt điểm. Tiếng pháo cứ liên tục bung binh không ngớt suốt đêm, và vừa ngưng vào rạng sáng hôm sau thì tiếng xích xe tăng rít kèn kẹt vượt qua những lớp kẽm gai ngoài hàng rào phòng thủ đã vang lên. Những chiếc tăng mà lần đầu tiên quân ta trực tiếp đối đầu T-54, PT-76 đã ập vào tận tuyến phòng thủ. Có những chiếc chạy qua cán dẹp lép những căn hầm tránh pháo kích của ta. Tất cả binh sĩ đã được lệnh lên khỏi hầm nghênh đón bộ binh của địch. Không một bóng dáng lính ly khai nào cả. Họ xoay xoang tìm cách tiêu diệt xe tăng. Những tiếng nổ ùn ùn vang lên khắp nơi, hình như không hiệu quả. Một chiếc rõ ràng đã trúng đạn vẫn hùng hổ lao tới, ủi sập một góc nhà trước căn hầm của BC đại đội kẹt ở đó, nhưng máy lại càng rú mạnh hơn. Một số binh sĩ thấy coi bộ M72 không công hiệu đã chạy theo xe, bám vào thành xe, leo lên tìm chỗ trống, thảy lựu đạn vào. Quả tình phương pháp này hữu hiệu hơn nhiều, sau tiếng ùn ụt vang lên trong thùng xe, chiếc tăng bất động. Chiều hôm đó tôi nhận lệnh dẫn đại đội đi tái chiếm lại một phần tuyến đã thất thủ. Trời sắp sập tối. Phía trước qua ống nhòm, tôi thấy thấp thoáng đằng sau dãy nhà đổ nát bóng hai chiếc tăng T-54 với họng pháo dài nhô ra bên ngoài bức tường gạch nám màu khói lửa xám xịt. Tôi xin lệnh dừng quân bố trí để mở cuộc tấn chiếm lại vào sáng ngày mai. Tôi đã không làm được điều đó. Mới 5 giờ sáng, một trái đại bác 100 ly trực xạ phát đi từ nòng chiếc tăng T-54 trúng ngay bức tường nơi tôi đặt BC đại đội. Anh hạ sĩ gác ngồi trên nóc hầm bị một miễn chém ngang đứt hẳn phần đầu. Những miễn còn lại tạt xuống dưới khiến một số bị thương. Tôi bị một miễn xuyên qua gót chân trổ ra bên cạnh mắt cá. Qua làng cắt bụi mịt mù, tôi nghe tiếng rên la của chú đệ tử kế bên vì chân trái đã bị một cái miễn đạn chém đứt nhưng còn sợi dây gân dính lại với phần đùi bên trên. Phải chừng nửa phút tôi mới cảm thấy ê ê dưới gót chân, ra rà bàn tay xuống gót chân phải của tôi, một phần thịt bầy nhầy. Sau khi an ủi chú đệ tử bị thương, dặn nằm đó chờ, tôi nhét khẩu côn vào bụng với chiếc mặt nạ phòng hơi độc đeo vào vai, chân phải xỏ giày cọc lại đàng hoàng. Vừa chui đầu vào một trái pháo nổ tiếp theo, một làn hơi nóng với sức ép xô sụp, tôi lọt vào bên trong, đồng thời bức tường sập xuống bít chặt miệng hầm lại. Chúng tôi hoàn toàn bị nhốt kín trong căn hầm, không có cách gì liên lạc với bên ngoài. Hai tiếng sau, tiểu đoàn cho đơn vị lên tiếp cứu mọi môi hầm lôi ra. Đại đội tôi được một sĩ quan khác chỉ huy vì tôi hoàn toàn bất khiển dụng từ đây. Sáng hôm sau, trung đoàn cho một toán kiểm soát trận bắt tất cả những lính đã tháo chạy trong đêm khuya vì khi nghe tiếng xe M48 của quân khu 7 di chuyển, tưởng lầm chiến xa lực lượng ly khai. Sau khi chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng trong các đụng độ, tôi đã đào ngũ và tìm cách trốn chạy và đầu quân cho lực lượng quân đoàn dân chủ ly khai cho đến nay. Được biết quân khu 7 đã cho tăng cường 2 sư đoàn viện binh đến giải vây và đã đánh bật lực lượng ly khai về khu vực biên giới sau đó. Diễn biến tiếp theo của những cuộc chạm trán đầy kịch tính của các bên ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến tiếp theo, Trung Quốc chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất, sẵn sàng xung đột với phương Tây. Khi Bắc Kinh và Washington thận trọng khôi phục trao đổi cấp cao, thì ông Tập Cận Bình đẩy mạnh nỗ lực củng cố Trung Quốc trước những kịch bản cực đoan nhất.
Kể từ cuối tháng trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hai lần kêu gọi quốc gia chuẩn bị cho điều mà ông mô tả là các tình huống hoặc kịch bản cực đoan nhất. Cụm từ ám chỉ khả năng leo thang căng thẳng khi cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Tại một cuộc họp cấp cao tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia vào ngày 30 tháng 5, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và cực đoan nhất, đồng thời sẵn sàng đương đầu với thử thách của những cơn gió lớn, của biến động và thậm chí là cả những cơn bão nguy hiểm. Sau một tuần, ông Tập đã mở rộng khái niệm này sang cả lĩnh vực kinh tế. Trong chuyến đi thị sát một khu công nghiệp ở Nội Mông, ông Tập cho biết những nỗ lực xây dựng thị trường nội địa là nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của nền kinh tế quốc gia trong những hoàn cảnh khắc nghiệt.